sông Tô nước chảy quanh co, cầu đông sương sớm, quán giỏ trăng khuya. Từng là con sông đẹp đẽ, thơ mộng bậc nhất chảy giữa kinh thành Thăng Long, sông Tô lịch ngày nay trong mắt chúng ta chỉ là một rãnh nước đen ngòm bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối. Và còn gì nữa, những câu chuyện kinh hoàng về thánh vật sông Tô lịch từng có thời khiến người dân thủ đô hoang mang, mất ăn mất ngủ. Nếu bạn chưa biết thì năm 2007, tờ báo Bảo vệ pháp luật của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam đã đăng loạt bài có tên là Thánh vật sông Tô lịch. Theo đó, vào ngày 27 tháng 9 năm 2001, một đội thi công trong khi nạo vét sông Tô lịch đã phát hiện những di vật cổ rất lạ và huyền bí, bao gồm nhiều cọc gỗ được chôn đứng giữa lòng sông tạo thành một đa giáp đều, những bộ hải cốt người, xương voi, xương ngựa, nhiều mảnh vỡ bát đĩa, dao, kim khâu, tiền đồng, rồi chuyện máy xúc Komatsu tự nhiên lao xuống sông. Nào là những người đang làm việc tự dưng ngã lăn ra đất, đưa la bàn ra thử thì la bàn quay tít. Sau khi tiếp tục cố tình thi công, một số công nhân và người thân của họ đã gặp rất nhiều tai nạn và bệnh tật, thậm chí có người bỏ mạng ở hiện trường. Nhiều nhà phong thủy cho rằng đội thi công đã phạm phải trận đồ bát quái của cao biển nên bị thánh vật. Công cuộc thi công vì đó mà gặp nhiều trắc trở, không đạt hiệu quả như mong đợi. Khoảng một năm sau đó, những câu chuyện buồn của các thành viên trong đội nạo vét sông bắt đầu được gắn với những câu chuyện mơ hồ liên quan tới thuật bùa chú. Cái chết của Thích Viên Thành, thiền sư nổi tiếng trụ trì chùa Hương, năm 2002 bị cho là do thiền sư đã thất bại trong việc lập đàn trấn yểm trận đồ cao biển. Thậm chí Trần Quốc Vượng, một trong tứ trụ của giới sử học Việt Nam, cũng bị lôi vào sự kiện này. Nhiều nhà phong thủy phỏng đoán sự ra đi của ông năm 2005 vì bệnh ung thư cũng là do ông đã cả gan động vào trận đồ cao biển khi mang một số hiện vật về nhà nghiên cứu. Vậy cao biển là ai? Trận đồ sông Tô lịch có thật hay không? Và nhằm mục đích gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Theo sử sách Trung Quốc ghi lại thì Cao Biển là người U Châu, Bắc Kinh ngày nay. Năm 863, quân Nam Chiếu, tức là quân Đại Lễ, chiếm đất An Nam từ tay nhà Đường. Năm 864, Cao Biển là tướng của lĩnh Nam Tây, đạo tiết độ sứ quân Trường Nhân, tiến đánh chiếm lại đất đã mất. Thế là ông được Đường Ý Tông thăng lên làm tiết độ sứ An Nam. Nói tóm lại cho dễ hiểu thì Cao Biển là người ngoại bang, được phong tước hiệu làm quan cai quản xứ Giao Chỉ. Ông có công trong việc xây thành Đại La, theo chính sử nước ta ghi lại, có chu vi khoảng 6,6 cây số, cao 8,67m, chân thành rộng 8,33m, với 55 lầu vọng, 3 hào nước và 34 đường đi. Ngoài thành còn có đê bao quanh bảo vệ dài hơn 7 cây số, cao khoảng 5m. Cao Biển là một nhân vật đặc biệt trong cả nền văn học viết và văn học dân gian. Nói đặc sắc vì tần số xuất hiện rất lớn, hành tung công trạng lại mờ ảo và hấp dẫn. Nhất là chuyện ông ta có tài phong thủy trấn yểm, đến càng mời gọi các sử gia và các nhà văn chương kể chuyện Cao Biển. Ở Ninh Bình có truyền thuyết kể rằng Cao Biển thường mặc áo phù thủy, cưỡi diều giấy xem địa thế, rồi lập đàn cúng tế lừa thần bản địa đến, rồi dùng kiếm báo chém đầu, sau đó đào hào, chôn kim khí để triệt long mạch nước Nam. Một lần cưỡi diều giấy bay đến Hoa Lư thì bị một đạo sĩ cùng dân chúng dùng tên bắn. Cao Biển trọng thương, diều gãy cánh rơi xuống một hòn núi, từ đó mang tên là Cánh Diều. Còn ở Bắc Ninh lưu truyền câu chuyện Cao Biển dựng cột đá ở núi Dạm để phá long mạch đế vương. Ngày nay cột đá nặng trên 50 tấn ấy vẫn còn, nhưng kết cấu và hình dáng thì có phần phản lại truyền thuyết, vì đó là tác phẩm điêu khắc rồng đá theo phong cách thời Lý. Năm 1427, Lê Lợi phá thành Đông Quan, bắt sống Hoàng Phúc, thượng thư bộ công của nhà Minh, thu nhiều sổ sách, giấy tờ quan trọng, hiếm và quý. Đặc biệt trong số này có những cuốn sách của Cao Biển liệt kê những huyệt đạo phát nhân tài anh kiệt và cả những đại địa phát đế vương ở nước ta. Điều gây ngạc nhiên cho hôm nay là những liệt kê này đối chiếu với lịch sử thì thấy có nhiều phần đúng. Điều này khẳng định Cao Biển là người có năng lực phán đoán về mặt phong thủy, đó là sự thật. Vậy tại sao Cao Biển lại trấn yểm sông Tô lịch? Quan điểm phong thủy cho rằng mảnh đất kinh kỳ Thăng Long là nơi có hình thế sông tụ núi chầu, cũng là một phần của long mạch châu Á, bắt đầu từ dãy Himalaya, chạy vòng vèo những con rồng lớn mãi cho đến dãy Hoàng Liên Sơn, xuống đến Việt Trì rồi vặn xuống, sau đó lại tỏa ra và trồi lên ở Ba Vì. Nói về địa mạch Việt Nam, năm 1010, Lý Thái Tổ khi rời kinh đô từ Hoa Lư ra Đại La, đổi tên thành thành Thăng Long, đã nhận xét Thăng Long là nơi trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau trước. Quan niệm phong thủy cho rằng sông Tô lịch nằm trên nhánh Thanh Long, tức là nhánh dương, bên cạnh nhánh âm là Bạch Hổ. Hai nhánh này tạo thành thế Long Chầu Hổ Phục, giúp Thăng Long trở thành nơi địa mạch trọng yếu của trời Nam. Long mạch này mang theo vượng khí cực thịnh, tạo thành thế đất rồng bay, xứng đáng là đệ nhất đại huyết mạch, đế vương quý địa, mà sông Tô lịch lại nằm đúng ở vị trí trọng yếu, bảo vệ long mạch. Theo quan niệm phong thủy, đất cũng như cơ thể người sống, nếu chúng ta có hệ thống kinh mạch lạc và các huyệt vị thì đất cũng có các địa mạch địa huyệt.
châm mạch hoặc điểm huyệt có thể đả thông hoặc làm tê liệt một bộ phận nào đó của cơ thể, thì chấn niệm có thể làm phong bế hoặc ngăn chặn đường đi của nguyên khí trong long mạch. Mà nguyên khí mạnh nhất nằm ở đâu? Chính là nơi giao hội của nước, nơi các dòng sông hội tụ. Chính vì vậy, vị trí được coi là nơi Cao Biển chấn niệm cũng là ngã ba sông, điểm giao hội của sông Tô Lịch và sông Thiên Phủ. Cao Biển chấn niệm sông Tô Lịch như thế nào thì chính sử không ghi chép, mà chỉ có những câu chuyện chí dị. Sách Lĩnh Nam Trích Quái kể rằng sang đất An Nam được ít lâu, Cao Biển đã có ý định xây thành Đại La để phòng thủ. Cao Biển xem xét tình thế đất, thấy các sông khác đều chảy theo về hướng Đông Nam, nhưng riêng có một dòng sông Con từ Lô Giang lại chảy ngược theo hướng Tây Bắc. Có lần Cao Biển cưỡi thuyền đi trên sông, bỗng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, dung mạo kỳ dị đang tắm ở giữa dòng. Hỏi thăm mới biết cụ già họ Tô tên Lịch, mà kỳ dị hơn cụ còn bảo nhà ở trong sông này rồi lập tức biến mất. Cao Biển biết đó là thần, bèn đặt tên sông đó là Tô Lịch. Một buổi sớm khác, Cao Biển ra đứng ở bờ sông Lô Giang phía đông thành Đại La. Bỗng một trận gió lớn nổi lên, sóng nước cuồn cuộn, mây trời mù mịt. Sau đó xuất hiện một dị nhân đứng trên mặt nước, thân cao hơn 2 trượng, mình mặc áo vàng, đầu đội mũ tím, tay cầm hốt vàng rực rỡ một khoảng trời. Cao Biển hoảng sợ bèn nảy ra ý muốn yểm thần. Đêm hôm ấy, thần nhân báo mộng bảo Biển đứng chấn niệm, nhưng ông ta không nghe. Sáng hôm sau bèn lập đàn niệm chú, lấy kim đồng thiết phù để yểm. Đêm hôm ấy sấm động ầm ầm, gió mưa rậm rật, trời đất u ám, thần tướng hò reo làm kinh thiên động địa, khiến kim đồng thiết phù bật ra khỏi đất, biến thành tro tàn bay trên không. Thành Đại La do Cao Biển xây dựng rất uy nghi bề thế, nhưng việc xây thành không được thuận lợi. Đoạn gần sông Tô Lịch liên tục bị sụt lở và đã phải xây đi xây lại nhiều lần. Cao Biển bèn dạo một vòng đến vị trí sụt lở để tìm hiểu nguyên do. Thì ra nguyên nhân chính là do long mạch từ núi Tản Viên dẫn thẳng về Tô Lịch. Chẳng những khó có thể xây thành mà về sau này sẽ còn nhiều nhân tài kiệt xuất nổi lên xưng bá, xưng vương, sánh ngang với đường triều Bắc Quốc. Long mạch chạy từ núi Tản Viên dọc theo hình thế đất đến với sông Tô Lịch rồi vòng quanh thành Đại La. Do đó điểm trấn long huyệt nằm trong sông Tô Lịch. Biển bèn dùng bát quái tiên thiên đồ lập trận trấn điểm, làm con rồng không cựa được và bị giam trong đất. Như vậy đất sẽ cứng hơn và việc xây thành mới có thể thực hiện. Đồng thời triệt tiêu nhân tài để nước Nam mãi mãi phải lệ thuộc vào thiên triều. Nếu hiểu theo ý này thì trận đồ phát hiện dưới sông Tô Lịch năm 2001 chính là tác phẩm của Cao Biển ngày xưa. Cao Biển không chỉ chấn niệm dưới lòng sông mà còn dùng nhân chấn hai bên bờ làm âm bình. Cao Biển đã lấy 100 hạt đỗ và 100 nén nhang, nhờ bà cụ bán hàng nước ở bờ sông Tô Lịch mỗi ngày gieo một hạt đỗ và thắp một nén nhang, để hết 100 ngày mỗi hạt đỗ sẽ nở ra một tên lính. Đến đêm thứ ba, bà lão nằm mơ thấy vị thánh mặt mũi phương phi tay cầm gậy trúc đến nói cho bà biết chân tướng âm mưu của Cao Biển và dạy cách ứng phó. Bà lão bèn đem chôn hết số đỗ còn lại vào một cái hố, đốt hết nhang rồi trốn đi. 3 ngày sau, Cao Biển ra bờ sông thì không thấy bà cụ nữa. Nhìn ra nơi gieo đỗ thì thấy những hạt đỗ mọc lên cong queo và yếu ớt. Từ đó dân gian mới có câu lầy bẩy như Cao Biển dậy non. Câu chuyện tưởng như đã trôi và quên lãng thì loạt bài năm 2007 của báo Bảo vệ Pháp luật một lần nữa làm dân chúng hoang mang về những phép thuật huyền bí của một phù thủy kiêm tướng quân, thầy phong thủy, thầy tướng số, nhà nho học mang tên Cao Biển, kẻ gian xảo ác độc nổi tiếng xứ Trung Hoa muốn chấn niệm long mạch An Nam. Rốt cuộc, Bộ Văn hóa Thông tin đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng biên tập tờ báo này về hành vi thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống xã hội và không nộp lưu chiểu sản phẩm thông tin báo chí. Những người trong cuộc gồm gia quyến những người đã khuất, học trò của Hòa thượng Thích Viên Thành và giáo sư Trần Quốc Vượng đã nhiều lần lên tiếng trên các phương tiện thông tin đại chúng, phủ định những thông tin nêu trên. Tôi thì suy nghĩ như thế này, dù bạn có tin vào phép thuật hay các trận đồ phong thủy hay không, thì lịch sử quả thật có ghi chép về những nhân vật có thể lợi dụng thuật pháp để làm suy tàn hay hưng thịnh cả một quốc gia. Không chỉ riêng Cao Biển mà những bậc cao nhân nước Việt như thầy địa lý Tả Ao, thiền sư Từ Đạo Hạnh, hòa thượng Nguyễn Minh Không đều là những nhân vật có thật trong lịch sử. Nhưng nếu đã là cao thủ phong thủy thì ai cũng hiểu rằng bùa phép cũng giống như con dao hai lưỡi, chơi dao lắm có ngày đứt tay. Do vậy số phận của cả một dân tộc không phải phụ thuộc vào dăm ba trận đồ hay các phép thuật phong thủy, mà phải tự tay gây dựng mới mong bền vững thiên thủ. Cao Biển có chấn niệm hay không thì chưa rõ, nhưng lịch sử thì có sự thật là sau khi Cao Biển chết 51 năm thì Ngô Quyền thắng quân Nam Hán, từ đó mở ra thời kỳ của quân dân Đại Việt liên tục chiến thắng ở các cuộc xâm lược của bè lũ phong kiến phương Bắc. Lịch sử đó chứng minh điều gì? Một là nước ta thật sự là vùng đất giàu có, huyệt địa phát tướng phát vương. Hai là trong lịch sử quả thực có chuyện chấn niệm. Các bạn cũng thấy rồi đấy, Cao Biển chẳng thu được hiệu quả gì mà còn chịu hậu họa về sau. Nghĩa là gieo bùa thì phải làm chủ được bùa, nếu không sẽ phản tác dụng. Ba là tinh thần tự chủ của văn hóa Việt thật sự lớn lao. Rất nhiều huyền thoại về Cao Biển đều khẳng định sự thất bại hiển nhiên của Biển trước thần linh nước Nam. Như vậy xét đến cùng, câu chuyện về Cao Biển chính là câu chuyện về chủ quyền, tự hào và khẳng định cũng như quyết tâm bảo vệ chủ quyền dân tộc. Và đó là những gì tôi tìm hiểu được
về những điều thần bí xoay quanh chuyện chấn yểm sông Tô Lịch. Bàn luận về lịch sử khó tránh khỏi sơ sót, nếu có điều gì cần bổ sung đính chính các bạn hãy comment để chúng tôi có thể rút kinh nghiệm. Nếu thích video này, đừng ngần ngại để lại một like, một subscribe và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hấp dẫn được đăng tải hàng ngày. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.